Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ các bạn Hôm nay là một ngày trước ngày lễ Thanksgiving Và Thuận có rất nhiều thông tin thì muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước hết thì Happy Thanksgiving Tuy nhiên mưa nào mà ở Hoa Kỳ mà sắp sửa có cái lễ Thanksgiving Lễ tạ ơn các bạn Và ngày mai là ngày lễ Thanksgiving Cho nên Thuận sẽ nghỉ ngơi và sẽ không có video Hôm nay đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ rất nhiều thông tin các bạn Nói chung đó, chúng ta đã nhìn thấy được là Bitcoin hôm nay Đại tiếp tục có sự hồi phục các bạn Và bây giờ mức là hơn 37.000 đô, bây giờ là 37.450 đô. Chúng ta cũng thấy được là thị trường crypto nói chung đó, thì vốn hóa cũng đã hồi phục và chúng ta một lần nữa lại đến gần 1,5 nghìn tỷ các bạn. Tổng số vốn hóa ngày hôm nay đó, dựa theo con đã tăng 4.9%. Chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin hôm nay tăng 3.7% nhưng mà không chỉ riêng là Bitcoin các bạn, chúng ta nhìn thấy được là Ether cũng tăng 5.2%, BNB tăng 3.8%, XRP tăng 4.4%, Solana hôm nay tăng hơn 9% các bạn Nói chung là một ngày rất là xanh cho thị trường crypto Và mọi thứ nó không đơn giản đâu các bạn Thường sẽ chia sẻ với các bạn một cái giả thuyết về những gì đang xảy ra hiện tại đối với Binance Và đứng sau lưng nó chúng ta có thể nghĩ đến là những gì đang xảy ra và tương lai sẽ ra sao Nói chung đó là tương lai của crypto vẫn sẽ tiếp tục tiến tới các bạn. Những gì xảy ra đó thì nó đều là một cái quá trình tiến triển tự nhiên của thị trường này. Và nếu chúng ta muốn có một Bitcoin Spot ETF đó thì nhìn lại không có thể nào có thể khác hơn là những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết một lát nữa. Chúng ta cũng có những thông tin nổi bật liên quan tới bitcoin spot ETF và những cái thông tin liên quan tới một số những altcoin như là Aptos liên quan đến Polygon và nhiều thông tin ở bậc khác các bạn và tình hình của sàn Binance bây giờ ra sao chúng ta sẽ nói hết tất cả những thông tin này trong video ngày hôm nay chúng ta đã nói tới giá cả mới đây rồi thì sẽ không có lặp lại nhưng mà chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với cái thông tin lớn ngày hôm nay đó chính là tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF chúng ta có rất nhiều những thông tin như là chúng ta đã bắt đầu nhận được thông tin á, là Scale đã gặp riêng với lại SEC để thảo luận về chi tiết của quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn nên biết là tất cả đã bị trì hoãn rồi và mọi người đều đang nhắm tới cái ngày là 10 tháng 1 hôm nay đó đã là ngày 22 tháng 11 rồi các bạn thì từ đây cho đến ngày 10 tháng 1 đó không còn bao nhiêu ngày nữa đâu chỉ trong vòng khoảng chừng là 7 tuần mà thôi nghe như là rất là xa các bạn nhưng mà thật ra chúng ta đang tiến tới rất là gần rồi và Rayscale đó đã gặp riêng SEC để mà thảo luận về chi tiết thì câu hỏi là những ai đã đi gặp SEC chúng ta có CEO của Rayscale đó chính là Michael Shonenshai chúng ta có trưởng pháp lý Craig Sam, chúng ta có bộ phận ETF của Rayscale người đứng đầu đó chính là Dave Lavelle và bốn giám đốc điều hành của công ty Rayscale cũng có mặt ở đó cùng với năm đại diện của công ty luật David Polk và đã gặp gỡ bộ phận giao dịch và thị trường của SEC. Điều quan trọng ở đây đó là họ gặp gỡ cái bộ phận này các bạn. Đây là cái bộ phận mà chịu trách nhiệm là cho thông qua hay là từ chối Bitcoin Spot ETF. Cho nên đây là một cái cuộc họp mà không có hề đơn giản. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái thông tin chỉ là chung chung mà thôi. Chúng ta không có chi tiết họ đã nói những gì. Nhưng mà chúng ta có một chút xíu bật mí thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Và Trayscale đó đã chia sẻ là họ đã ký một thỏa thuận chuyển giao đại lý và dịch vụ với lại ngân hàng BNY Mellon đến một ngân hàng rất là lớn ở New York các bạn và cái ngân hàng này đã cung cấp rất là nhiều dịch vụ cho những cái công ty đầu tư và ngân hàng này đó BNY Mellon sẽ là một đại lý cho quỹ RayScale GBTC của họ hỗ trợ việc phát hành và mua lại cổ phiếu và duy trì các tài khoản cổ đông có nghĩa là chúng ta thấy là những công ty mà họ đang để đơn nó như là Grayscale như là BlackRock thì đó là những cái công ty tài trợ phát hành cái quỹ Bitcoin Spot ETF nếu như mà được thông qua Nhưng mà bên dưới họ sẽ có những cây đối tác để mà phân phối những cái cổ phần đó các bạn Và BNY Mellon sẽ là một trong những đại lý cho công ty Rayscale Đương nhiên đây là một dấu hiệu của sự tiến triển các bạn Nhưng mà không phải là chỉ báo GBTC sẽ sớm được chuyển đổi thành Bitcoin Spot ETF đâu Điều quan trọng hơn nữa đó là các bạn thấy được là ngày hôm nay scale đã chính thức chỉnh sửa văn bản Bitcoin Spot ETF của họ thêm một lần nữa sau khi mà gặp các quan chức của SEC cách đây vài ngày có nghĩa là sau khi gặp rồi đó có thể họ đã được một số thông tin cho nên họ đã chỉnh đổi lại văn bản của họ và đã nộp lại cho SEC Điều chúng ta nên hiểu đây đó là những gì xảy ra ngày hôm qua các bạn Ngày hôm qua đó Bộ Tư pháp đã buộc tội thành công CG và Binance Đó là một cái thông tin lớn thì nếu như mà chúng ta nghĩ đến cái thời gian nó có phải là quá trùng hợp hay là không các bạn và chúng ta lại thấy được là SEC lại gặp riêng những công ty như là Rayscale và không chỉ riêng là Rayscale đâu các bạn trong thời điểm này đó chúng ta có BlackRock cũng đã gặp riêng SEC để bàn về Bitcoin Smart ETF chúng ta không biết là họ đã nói gì nhưng mà chúng ta đã biết là bây giờ đó thì có hai cây đơn trong số 12 đơn đó thì ít ra chúng ta biết có hai đơn họ vẫn muốn đi theo cái xu hướng là in kind redemption. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta có hai cái cách để mà hoạt động ETF hiểu đơn giản hơn đó là một cái là cái công ty đứng chính giữa đó hay còn gọi là market maker những người mà tạo tập thị trường thì một cái mô hình là những người đó họ không cần phải lưu trữ bitcoin họ chỉ cần lưu trữ tiền mặt mà thôi và bitcoin sẽ được lưu trữ bởi công ty phát hành trong trường hợp này là blackrock và ark invest còn mô hình còn lại đó là cái mô hình truyền thống hơn là cái công ty đứng chính giữa market maker đó thì họ sẽ phải lưu trữ cả bitcoin và tiền mặt tại vì họ cần phải cho phép những nhà đầu tư có thể hoán đổi giữa tiền mặt và bitcoin thì cái này nó sẽ phiền phức hơn cho nên sec đã đưa ra một khuyến nghị là market maker đó chỉ nên lưu trữ tiền mặt mà thôi còn bitcoin phải được lưu trữ bởi cái công ty phát hành nhưng mà có hai công ty đó không biết tại sao mà họ nói là họ nhất định sẽ muốn market maker lưu trữ bitcoin cái này nó cũng không có liên quan trực tiếp đến khả năng được thông qua hay gì hết các bạn cái này nó chỉ là một cái dấu hiệu cho thấy được là tất cả vẫn đang tiếp tục diễn ra cho dù ngày hôm qua chúng ta có thông tin lớn liên quan tới binance và cz nhưng mà về bitcoin spot etf đó, thì hầu như vẫn đang tiếp tục tiến tới và Tất cả những cái cuộc họp này xảy ra trong cùng thời điểm mà Bộ Tư pháp và Binance đang thỏa thuận các bạn. Không phải là quá trùng hợp hay là không, các bạn có thể comment ở bên dưới. Nhưng mà điều chúng ta thấy đó là cái nhu cầu để mà tiếp cận Bitcoin đã lại một lần nữa tăng lên chúng ta nhìn thấy được là quỹ ETF Purpose tại Canada đã chứng kiến mức cao nhất trong năm và hiện bây giờ đang lưu trữ là 32.433 BTC đây là một quỹ đã có một thời gian rồi các bạn nhưng mà đây là quỹ ở Canada thì trường nó không phải là lớn khi nào mà chúng ta có quỹ Bitcoin Smart ETF ở Hoa Kỳ rồi đó chúng ta mới thực sự thấy được cái tiềm năng này như thế nào và có một giả thuyết tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là một giả thuyết thôi các bạn không có bất cứ bằng chứng nào hết nhưng mà thường sẽ chia sẻ để các bạn xem các bạn có đồng ý hay là không các bạn đã biết đó là trong thời gian khoảng chừng một năm qua hầu như là tuần nào chúng ta cũng nghe thông tin xấu được mà từ binance hết nước này tới nước kia nói là binance không thể hoạt động ở đây nữa không có bàn hoạt động vân vân các bạn đã thấy được là quy chung lại đó có một cái áp lực quy định toàn cầu đang đè nặng lên trên sàn binance gây một cái gánh nặng là binance cần phải tuân thủ tất cả những cái quy định để mà hoạt động trong nhiều quốc gia này và đặc biệt là ở hoa kỳ Ngày hôm qua đây chúng ta cũng đã biết là một trong những thỏa thuận giữa Binance và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đó chính là Binance phải phối hợp và cung cấp những cái thông tin để chống rửa tiền. Nói phối hợp để cho dễ nghe các bạn nhưng mà trên căn bản đó, trong vòng vài năm tới đây Binance sẽ bị giám sát bởi Bộ Tài chính ở Hoa Kỳ các bạn Và đương nhiên hôm qua chúng ta đã biết là CZ đã từ chức rồi Và CZ là một trong những người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn trong thị trường crypto này Cái đó thì không cần phải nói nhiều nữa các bạn Nhưng mà rất là rõ ràng là trong thời gian tới đây đó, Binance sẽ phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc Để mà gây dựng những cái khuôn khổ hoạt động Để mà tuân thủ pháp lý khắp nơi các bạn Nhất là pháp lý ở Hoa Kỳ Khi mà chú tâm vào tuân thủ quy định thì sao các bạn Sẽ không có nhiều thời gian để có thể tiếp tục phát triển những mặt hàng Hay là tiếp tục chiếm thêm phần nữa Thêm vào đó các bạn đã thấy được là sàn Binance phải đóng phạt con số không hề nhỏ là 4 ,3 tỷ 3 tổng cộng Cái con số này đó, cho dù là sàn Binance dễ dàng trả được đi nữa thì nó cũng là cái số tiền lấy đi từ cái quỹ hoạt động của sàn Binance các bạn có nghĩa là sàn Binance sẽ có ít tiền hơn để tiếp tục phát triển tất cả những cái này đã đối với Thuận có nghĩa là trong thời gian tới đây đó, sàn Binance thì phần có thể là đứng như một chỗ thậm chí là còn có thể giảm nếu như mà những sàn khác họ không có bị gánh nặng để mà tuân thủ nhiệm vụ thì họ có thể là chú tâm để mà phát triển lấy thêm thị phần đó là bước đầu tiên các bạn bước thứ nhì đó là các bạn đã thấy được cùng thời gian này chúng ta cũng đã có một cái sàn bị kiện đó chính là Kraken thì tại sao lại không phải là những sàn khác như chúng ta nói tới sàn Gemini tại vì sàn Kraken là một sàn mà lâu đời nhưng mà lại yếu thế hơn về tài chính các bạn những sàn như là Gemini đây thì họ sẽ có cái tài chính rất là hùng mạnh cho nên không dễ dàng đi bằng hiếp đâu ngược lại Kraken các bạn đã thấy được SEC gõ cửa thôi nên thì đã phải đóng phạt 30 triệu rồi bây giờ lại bị kiện thêm một lần nữa thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là muốn kìm hãm sự phát triển của sàn Kraken và bước thứ ba là sẽ ưu tiên cho Coinbase tiếp tục hấp thụ thị phần spot và futures cho người dùng ở Mỹ và quốc tế các bạn tại vì chúng ta đã biết là Coinbase ở Mỹ lớn đó, có đó không nói rồi nhưng mà cái thị phần quốc tế của Coinbase thì rất là ít các bạn chỉ mới bắt đầu mà thôi nhưng mà bây giờ đó với những gì xảy ra với sàn Binance thì có thể là một cái cơ hội để Coinbase chiếm thêm thị phần bước thứ tư đó thì Coinbase sẽ dần dẫn đầu về khối lượng giao dịch toàn cầu bước thứ năm thì những công ty này sẽ nói với sec là hầu hết các giao dịch tiền điện tử đều ở mỹ không cần lo lắng về giao dịch ngoài nước và đây cũng là lúc mà chúng ta thấy được là sẽ có nhiều lực của mỹ được thông qua một cách dễ dàng bước thứ sáu đó thì sec sẽ chấp thuận bitcoin spot etf bước thứ bảy thì sao các bạn chúng ta đã biết là có hai cái mối lo ngại lớn trong thị trường crypto thứ nhất là binance bây giờ coi như là cái mối lo ngại đó, đó đã được giải quyết một phần rồi còn về tether thì sao các bạn tether đó thì chúng ta cũng đã biết là tuy vẫn chưa có tìm ra được bất cứ một cái gọi là bằng chứng gì cho thấy là Tether có gian lận nhưng mà tôi nghĩ nếu như mà họ muốn làm khó Tether đây thì vẫn có thể và có thể là bắt buộc Tether đóng phạt rất là nhiều và một cái nữa chúng ta phải lưu ý đó là trên sàn Coinbase họ có mối quan hệ mật thiết với lại công ty Circle và công ty Circle là công ty đứng sau lưng của đồng ổn định USDC các bạn Thật ra những bạn nào mà đã tham gia thị trường này đó giống như là năm 6 năm trước cũng đã biết là Coinbase là một sàn mà không ủng hộ Tether. Người ta phải giống như lên tiếng rồi những cái user phải uh, gửi đơn tới cho Coinbase rồi cuối cùng họ mới quyết định là họ sẽ hỗ trợ Tether. Trong khi Tether đã là động định lớn nhất trên thế giới nhưng mà họ lại không hỗ trợ các bạn mãi cho đến cách đây khoảng chừng là 2 3 năm mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ có một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, đó chính là Tether gặp vấn đề pháp lý có thể là bị kiện rồi phải đóng một số tiền lớn nào đó chứ cũng không có nghĩa là họ vi phạm luật gì đâu nhưng mà có thể là bị kiện rồi uh, hai bên sẽ thỏa thuận với nhau nhưng mà sau đó Coinbase cũng sẽ loại bỏ tether và chỉ sử dụng USDC mà thôi tới cuối cùng nó chúng ta thấy được là sẽ có hai đơn vị lớn đó chính là Coinbase và Circle USDC các bạn thì ai đứng sau lưng Coinbase và Circle thì không ai khác hơn đâu các bạn đó chính là War đứng sau lưng Coinbase và Circle những cổ đông lớn đó chúng ta có BlackRock chúng ta có Fidelity chúng ta có Ark Invest chúng ta có Vanguard toàn là những công ty forward không và cái này nó cũng không phải là cái gì quá mới đâu Thùng đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần về forward thực sự đã đang tiến vào thị trường này nhanh hơn và sâu hơn là các bạn nghĩ. Những gì mà xảy ra ngày hôm qua đó thì thùng tin chỉ là một phần của tất cả những cái kế hoạch mà thôi tại vì không nói tới âm mưu các bạn chúng ta chỉ nói tới những gì mà thùng đã chia sẻ với các bạn trong vòng hai năm qua thì mọi thứ nó từ 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 hiện ra từ lâu rồi thường đã chia sẻ với các bạn là lúc đó chúng ta thấy được là Vanguard, chúng ta thấy được là BlackRock, Fidelity thì, thì họ đều nói là họ không ủng hộ crypto nhưng mà thực chất khi các bạn nhìn vào là họ đứng sau lưng những công ty nào thì các bạn đã thấy được họ đứng sau lưng MicroStrategy, họ đứng sau lưng Coinbase, họ đứng sau lưng đồng USDC và họ là những cổ đông rất là lớn và họ thật sự đã đi vào thị trường này rồi nhưng mà ngoài mặt đó thì họ vẫn nói là họ không có ủng hộ các bạn thấy được là ngay lập tức trong thời gian ngắn thôi đó thì mọi thứ đã di chuyển 180 độ rồi trong vòng khoảng chừng một năm qua đó các bạn thấy được cái sự ủng hộ của phố Wall đã tăng lên rất là nhiều và các bạn có biết trong vòng một năm qua đó thì tình hình giá cả ra sao rồi được không giá cả rất là tệ một năm trước các bạn đó là thời điểm mà chúng ta nhận được nhiều thông tin tốt và lúc đó là lúc mà thông tin là có rất nhiều những công ty phố Wall họ thu mua nhưng mà thời điểm đó tâm lý của nhiều bạn rất là tệ tại vì chúng ta đang trong thời kỳ đi xuống thì lúc đó chia sẻ những cái tin tức tốt những cái tin tức liên quan tới phố Wall đã âm thầm vào thị trường này ra thì hầu như không ai muốn nghe hết các bạn nó đó là tin giả hay đó là cái tin để mà làm giá mà thôi dụ dỗ mọi người vào để mà thu mua các bạn nhưng mà cuối cùng các bạn đã biết mọi thứ đã dần 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 trở nên sự thật và giá cả đã tăng hơn gấp đôi so với lại thời điểm này năm ngoái rồi các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới có một điều đó chúng ta thấy rất là rõ ràng là SEC đó lo ngại lớn nhất đó chính là họ không thể nào quản lý được những cái giao dịch ở bên ngoài Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu như mà sàn Coinbase trở thành cái sàn lớn, không những là người Hoa Kỳ sử dụng mà ngoài nước cũng sử dụng luôn và họ chiếm phần lớn thị phần đó, thì SEC cũng sẽ không có lý do gì để mà nói là lo ngại không quản lý được những giao dịch nữa tại vì phần lớn sẽ xảy ra trên sàn Coinbase. Và một điều khác nữa đó, thường đó thì Brian Armstrong là một trong những người mà thường cảm thấy rất là ủng hộ thị trường này và bất cứ một sàn nào hay là một ai đó trong thị trường trường này đó mà bị ức hiếp bởi bộ tài chính hay là SEC hay là bộ tư pháp đó thì Brian Armstrong đều chia sẻ những cái thuyết để mà ủng hộ tinh thần các bạn. Lần này thì không phải. Ngày hôm qua đó trong cái sự việc của Binance và CZ Binance Strong đó không có nói gì về Binance và CZ mà chỉ nói là sàn Coinbase đã thành lập vào năm 2012 và những ngày đầu tiên thì đã ưu tiên việc là có một khuôn khổ để mà tuân thủ pháp lý. Vì lý do đó cho nên sàn Coinbase uh, mới phát triển cho tới bây giờ. Tuy là chậm nhưng mà chắc chứ không giống như là một số những sàn khác nó họ không quan tâm dẫn đến là họ có thể chiếm được thị trường lớn hơn nhưng mà họ lại thất bại trong việc là tuân thủ quy định. Nói chung là như vậy các bạn thì uh, cái thuyết này đó Đối với Thuận nó giống như là Brian Armstrong nói là Ồ oh, không tuân thủ quy định rồi chiếm cái thị phần thì đáng đợi. <laughs> đó là cái cảm nhận của Thuận khi mà đọc cái thuyết này. Các bạn nào mà đọc nó thì hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới. Đây là một cái cách chia sẻ nó bất thường đối với Thuận. Vì Thuận cũng thường hay theo dõi Brian Armstrong các bạn. Và nó cũng cho chúng ta thấy được là thật sự có cái gì đó lớn hơn đang xảy ra và đương nhiên không tốt cho cg và binance nhưng mà dài hạn đó thì nếu các bạn là một nhà đầu tư thì về phương diện đầu tư các bạn muốn thấy vốn hóa tăng các bạn muốn thấy giá cả tăng thì những gì đang xảy ra thung vẫn nghĩ là một nền tảng mới đang được thành lập và đó sẽ là những cái bước chân kế tiếp của thị trường này các bạn nó sẽ không thay đổi thị trường này sẽ tiếp tục phát triển nó chỉ thay đổi là thị trường này sẽ tiếp tục phát triển về cái xu hướng nào mà thôi và đối thuận đó là tốt dài hạn về phương diện đầu tư và hôm qua đó sau khi mà có thông tin các bạn thấy là giá cả điều chỉnh xuống một chút xíu tại vì mọi người lo lắng và chúng ta có những cái bài viết những cái bài phỏng vấn ở trên những đài lớn như là CNBC hay là ở trên Bloomberg đó, thì tiếp tục chia sẻ những thông tin khiến cho nhiều người càng lo lắng hơn nữa về Binance và CZ. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái thông điệp đó được thay đổi rất là nhanh. Sau đó chúng ta đã thấy được là bắt đầu là có thông tin đến từ JP Morgan. Thì ngân hàng JP Morgan nói là gì xảy ra ngày hôm qua đó là tốt cho thị trường này và sẽ khiến cho thị trường này đó sẽ bớt đi một cái rủi ro cho bạn thấy được là cái thông điệp sẽ thay đổi rất là nhanh sau khi mà mọi thứ nó đã đâu vào đó rồi đó thì cái thông điệp sẽ là thị trường này bây giờ nó càng ngày càng tuân thủ quy định hơn là một thị trường tốt tất cả mọi người có thể đầu tư và tin tưởng tại vì những công ty mà dẫn đầu thị trường này bây giờ là những công ty được hỗ trợ bởi vốn hóa mạnh là những công ty mà có tên tuổi trên phố Wall thì lúc đó họ mới bắt đầu là bán Bitcoin Spot ETF các bạn họ mới đầu đầu quảng bá Bitcoin Spot ETF cho nên hôm nay giá cả hồi phục như vậy đã cũng không vừa là bất ngờ đâu như bây nào mà theo dõi kênh cũng đã biết đó là quan điểm của thuận trong vòng mấy ngày hôm nay rồi và còn sàn binance thì sao các bạn sàn binance thì chúng ta thấy được là cũng có một số bạn lo lắng và rút tiền ra khỏi sàn binance và tổng cộng trong vòng 24 giờ đã có một tỷ đô la đã rời khỏi sàn binance các bạn và cái này là nó tính luôn cái số lượng nạp và rút ra đây là một tỷ cái số lượng rút ra trừ ra cái số lượng nạp vào các bạn thì một tỷ đó rời khỏi thì con số này có nhiều hay không thì nó cũng nhiều đó các bạn nhưng mà nó không phải là đáng kể so với tổng cái số tài sản đã được lưu trữ bởi sàn Binance dựa theo DeFi Lama đó thì sàn Binance lưu trữ khoảng chừng là 68.7 tỷ đô la thì một tỷ rời khỏi cũng không phải là cái số lượng quá nhiều nhiều có nghĩa là chúng ta thấy cái số lượng này đó thì cao hơn là cái số lượng khi mà FTX sụp đổ hồi năm ngoái các bạn. Năm ngoái đó thì khi mà FTX sụp đổ, rất nhiều người cũng đã đến rất nhiều sàn để mà rút tiền các bạn. Và tổng số tiền rút trên sàn Binance lúc đó là 1,3 tỷ. Thì 1,3 tỷ này đã rút trong vòng thời gian là 6 ngày chứ không phải là ngay lập tức. Thì trong vòng 24 ngày ngày hôm qua đã có 1 tỷ rời khỏi thì coi như cũng đã nhiều dựa theo lịch sử nhưng mà nếu chúng ta tính tổng số lượng tiền mà Binance sang lưu trữ đó thì là một cái số lượng không hề nhiều các bạn và nhưng mà nào mà hỏi thuận là có nên rút tiền hay không thì các bạn đã biết quan điểm của thuận rồi thuận thì vẫn ưu tiên là tự lưu trữ crypto thì nó tốt hơn là lưu trữ trên sàn sàn giao dịch thì đã gọi là sàn giao dịch thì dùng để mà giao dịch mà thôi các bạn, không phải là sàn lưu trữ. Cho nên các bạn cũng cần phải cân nhắc. Nhưng mà tới bây giờ đó thì sàn Binance vẫn tiếp tục hoạt động. Và nhiều bạn hỏi thuận là có phải CZ đang đối đầu với mức án tù tối đa là 18 tháng hay là không? Thì đó là những thông tin mà chúng ta nhận được ngày hôm nay là CZ đó đang đối đầu với cái mức án tù này. Nhưng mà đây là cái con số tối đa các bạn, con số cuối cùng đâu nhiêu chúng ta không biết và đây là án tù hay là tù treo chúng ta vẫn không biết được khi nào mà tới cái phiên tòa tuyên án chúng ta mới biết gì bạn hỏi thuận là khi nào thì mới tuyên án thì hôm nay chúng ta đã biết thêm thông tin được chia sẻ bởi đập blog đó chính là ngày 23 tháng 2 năm 2024 là ngày mà CZ sẽ phải ra tòa tại Hoa Kỳ để mà nhận án các bạn Các bạn thấy được là cái ngày này đó còn trước cái ngày mà ra tòa của Simon Free luôn Chúng ta đã biết là Simon Free cuối cùng đã bị xử là có 7 tội hình sự Và cái ngày mà tuyên án sẽ là vào tháng 3 thì cái này là như thế nào các bạn nếu các bạn suy nghĩ mặt tích cực đấy, thì nó cũng không có liên quan đến nhau tại vì đây là hai cái dự án khác nhau và hai tòa án khác nhau có thể là tòa án ở New York rất là bận cho nên uh, họ không thể nào mà tuyên án chỉ đến tháng 3 và hai sự kiện này khác nhau các bạn Sam Bankman Free là bị tới 7 tội hình sự và Sam Free là ra tòa rồi có bồi thẩm đoàn tất cả các bạn À, chứ không có phải giống như là CZ CZ đó là một cái thỏa thuận rồi sau đó là nhận tội tò trước tòa thì hai cái nó khác nhau cho nên có thể là trường hợp của Binance và CZ nó nhanh hơn là Sam Free đó là nhìn vào mặt tích cực các bạn nhìn vào mặt tiêu cực đó thì nhiều bạn nói là rõ ràng đây là sắp đặt tại vì à, rất nhiều những người mà có tiếng tâm nhất là trong giới chính trị đó thì trước đây họ có nhiều mối quan hệ với lại Sam Free thì Sam Free lúc nào cũng là một cái gì đó họ không có thích nghe nói tới tại vì mỗi lần mà nói tới Sam Free đó là điều không tốt và kết nối với tên tuổi của họ sẽ làm ảnh hưởng đến tiếng tâm của họ và một trong những cách có thể làm giảm đi cái sự quan tâm với công chúng đó đó chính là có một ai đó sẽ bị tuyên án trước giống như là chúng ta nói tới CG bị tuyên án trước vào tháng 2 Rồi một tháng sau là Simon Free thì cái sự quan tâm mà chú ý nó sẽ giảm đi với là Simon Free và thuận biết bạn biết hai cái điều kiện này nó hoàn toàn khác nhau nhưng mà đối với một người bình thường mà không theo dõi đó thì họ sẽ nghĩ là hai cái đều giống nhau hết đây cũng là một cách để giảm đi cái sự chú ý khi mà Salmon Free bị tuyên án các bạn. Chúng ta hãy nói tới sàn Kraken đi thì chúng ta đã biết là sàn Kraken họ đã phải đóng phạt 30 triệu đô la hồi tháng 2 của năm nay về cái dịch vụ staking thì cái mà Jesse Powell không ngờ các bạn, Jesse Powell là CEO cũ của sàn Kraken nói là không ngờ đây đó giống như là một cái tấm tiền các bạn đóng 30 triệu rồi thì uh, chỉ có thể uh, được yên ổn 10 tháng thôi. 10 tháng sau đó thì uh, SEC lại trở lại để mà đòi thêm tiền nữa thì không khác gì là tống tiền hết. Các bạn thấy được nếu như mà nhìn lại đó thì ai cũng uh, biết không nên đưa 30 triệu này cho SEC tại vì khi mà các bạn không có chống đối với SEC đó các bạn đưa tiền cho họ thì chẳng khác gì các bạn là một trong những đối tượng dễ bị ăn hiếp thì họ sẽ trở lại để mà kiếm thêm nữa à, nhưng mà nhìn lại thì rõ ràng nhưng mà lúc mà sự việc xảy ra đó thì Kraken là một sàn nhỏ hơn họ không có tài nguyên hay là họ không có những công ty wall lớn hỗ trợ giống như là Coinbase hay là Gemini các bạn cho nên sàn Kraken nghĩ là đóng 30 triệu này rồi không có cung cấp dịch vụ staking nữa thì mọi thứ sẽ ổn mà họ tiếp tục hoạt động nhưng mà họ đã phạm sai lầm rồi các bạn và chúng ta thấy được là Ryan Sona Adam cũng đã chia sẻ đối với SEC đó nếu như mà bạn chấp nhận thỏa thuận đóng phạt với họ thì họ sẽ kiện bạn tiếp tục nữa giống như trường hợp của kraken nếu như mà bạn gặp riêng họ và bạn muốn ngồi xuống để mà bàn bạc nói chuyện với họ thì những gì bạn nói sẽ là những cái thông tin họ dùng để mà kiện bạn sau này nếu như mà bạn tới văn phòng của sec như là họ đã kêu gọi đó để mà bắt đầu nói về những cái sản phẩm mà các bạn muốn cung cấp đó thì bạn sẽ được để vào một cái danh sách đen Nói chung là SEC muốn tiêu diệt những công ty crypto Cho nên khi mà SEC đến gõ cửa đó thì chúng ta không còn bất cứ một sự lựa chọn nào mà phải chiến đấu với SEC Và chúng ta thấy được là Dave Ripley, đây là CEO hiện tại của Sam thì cũng đã chia sẻ là đáng tiếc quá, không ngờ SEC lại kiện sàn thêm một lần nữa và đây là lần đầu tiên thường nghe nói tới SEC kiện một công ty crypto hai lần các bạn trong vòng một năm Nhìn lại thì ai cũng nói là tại sao lại đưa cho SCC 30 triệu mà không có đấu tranh hồi tháng 2. Bây giờ đã quá trễ rồi các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ đây là một bài học cho tất cả những cái sàn còn lại. Nếu như mà SCC đến thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi đó chính là chiến đấu nhưng mà đáng tiếc nhiều công ty họ không có tài nguyên đâu các bạn. Tại vì chiến đấu như vậy đó thì sẽ khiến cho công ty sẽ tốn rất nhiều tiền pháp lý và có thể là họ cũng sẽ phải đóng cửa mà thôi, giống như trong trường hợp của Library. Và đây là lý do tại sao mà sao sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện nữa các bạn Cho nên các bạn đừng hỏi tại sao Satoshi biến mất Nếu như mà Satoshi còn thì cũng sẽ không có ổn đâu các bạn Chúng ta cũng có một số những thông tin khác cũng rất lạc quan Chúng ta thấy được là có một cái thông tin Thông tin này đó là đến từ một sàn ở Nhật Bản có tên là Osaka hay là ODS. Và sang nay đó sẽ ra mắt nền tảng giao dịch token chứng khoán đầu tiên của Nhật Bản. Vào ngày 25 tháng 12 năm nay. Các bạn thấy được là token hóa tài sản đó là một cái xu hướng mới. Hầu như những sàn lớn, những công ty lớn đều đang hướng về xu hướng đó các bạn. Những cái token chứng khoán này được phát hành bởi hai công ty trong ngành bất động sản. Đó chính là Ichigo Inc. và Kennedy Inc. Ichigo dự kiến sẽ bán khoảng 3 tỷ yen. Nghĩa là khoảng... Uh, hơn 20 triệu đô la kinh chứng khoán được đảm bảo bởi các khoản đầu tư bất động sản của họ. Giá trị tổng cộng của các dự án kinh hóa chứng khoán bất động sản tại Nhật Bản đã hiện đã vươn đến cái mức ấn tượng là 129 tỷ yên, có nghĩa là tương đương với khoảng 871 triệu đô la các bạn, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng lớn của thị trường này. Những cái thông tin liên quan đến kinh hóa tài sản đó thì khi các bạn đọc những thông tin này, điều quan trọng hơn là các bạn muốn biết là họ thu kinh hóa như thế nào, họ sử dụng blockchain tư nhân hay là công cộng. Nếu mà họ chỉ sử dụng blockchain tư nhân đó, thì nó cũng không có liên quan đến thị trường crypto đâu các bạn. Nhưng mà trên căn bản đó, nếu như họ muốn thu kinh hóa tài sản có thể bán được toàn cầu và di chuyển xuyên quốc gia thì chỉ có cách là sử dụng blockchain công cộng mà thôi. Và cái nền tảng mà họ sử dụng là có tên là Progmat các bạn và nền tảng này đó chúng ta thấy được là kết nối với những cái blockchain công cộng Chúng ta nhìn thấy được bên dưới này đó, họ đưa ra một số những cái ví dụ Thì cái blockchain này của họ, họ có thể là di chuyển tài sản xuyên blockchain Trong đó chúng ta có Ethereum, Cosmo, Avalanche và Polygon Đây là những cái mạng lưới mà họ đã đề cập đến trong cái bài viết trên Medium này Và đây là cách mà những cái ngân hàng như chúng ta nói tới là SBI, NTT, JPX, MUFG, Mizuho và Sumitomo Trust Bank đây là những cái công ty ở Nhật Bản mà sử dụng cái nền tảng Prodmap này thì chúng ta thấy được là cái điều quan trọng nhất đó chính là những cái công ty này đó họ sẽ sử dụng những nền tảng công cộng như là TWM để mà di chuyển tài sản của họ tuy nhiên bây giờ chỉ là mới có một bước bắt đầu mà thôi các bạn chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Aptos thì chúng ta thấy được là Aptos Foundation đó, họ đã công bố hợp tác cùng Alibaba Cloud một trong những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của Web3 tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương hay còn gọi là APAC. Thì uh, chi tiết hơn đây chúng ta thấy được là trong vai trò nhà tài trợ chính cho các dự án web 3 trong chương trình Alibaba Cloud Innovation Accelerator tại Singapore đó thì Aptos Foundation sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án tiềm năng trên nền tảng của mình. Còn Alibaba Cloud đó thì với cơ sở hạ tầng đám mây sẽ hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Aptos. Đồng thời cả hai sẽ cùng tổ chức các sự kiện hackathon để mở rộng cộng đồng Web3 góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu cái thông tin này đó tối thường nó cũng tương tự như là những cái sự hợp tác giữa những cái công ty giống như là Amazon Cloud các bạn với lại một số những cái dự án tôi nhớ là Polygon hay là Google Cloud hợp tác với một số dự án ở hoa kỳ một bên là cung cấp dịch vụ đám mây một bên là hiểu về kỹ thuật số hiểu về blockchain và cả hai bên sẽ cùng nhau hỗ trợ những dự án tiềm năng trên nền tảng của họ. Chúng ta cũng có một thông tin liên quan tới Polygon các bạn là chúng ta đã biết là Lugano đây là một thành phố của Thụy Sĩ mà rất là ủng hộ crypto thì họ đã tích hợp Polygon vào ứng dụng thanh toán My Lugano của mình và ứng dụng thanh toán này ra bây giờ đã có thể sử dụng không chỉ riêng là Bitcoin Tether chúng ta có LVGA thay không biết đây là cái token riêng của họ và bây giờ đó ngoại trừ những đồng này ra chúng ta cũng có thể sử dụng Polygon trong cái ứng dụng và có thể dùng để mà thanh toán khi mà mua hàng hóa ở Lugano. cũng là một thông tin tích cực các bạn chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc liên quan tới sàn htx các bạn hay còn gọi là hobby trước đây thì sàn này một lần nữa đó đã bị gắt rối các bạn và chịu thiệt hại 13.6 triệu đô la do hacko chain bridge đây là một cái câu nói hacko chain bị tấn công với tổng thiệt hại lên tới 86.6 triệu đô la. Có nghĩa là 86.6 triệu là con số tổng thiệt hại, nhưng mà 13.6 triệu trong đó là liên quan tới sàn Huobi. Thì Hekko Bridge, cái cầu nối này là một cầu nối chủ chéo được tạo ra thông qua sự hợp nhất của hệ sinh thái Tron và BitTorrent vào năm 2020. Các bạn nên biết là những dự án này đã đều dưới tay của Justin Sun. Sàn Huobi cũng như vậy, Poloniex cũng như vậy các bạn. Và sàn... STX sẽ bồi thường đầy đủ cho những tổn thất trong vi nóng của người dùng, nhưng mà bây giờ đó thì gửi tiền và rút tiền sẽ tạm dừng cho đến khi mọi thứ ổn trở lại. Tôi không biết là bao nhiêu bạn vẫn còn sử dụng hobby nhưng mà đây là thông tin mà các bạn cũng nên nắm bắt được và chúng ta cũng có một cái thông tin nữa là sắp đến ngày mà sàn Maugox trả tiền như nạn nhân các bạn thực cái đây cũng không phải là cái thông tin gì mà tôi cảm thấy ảnh hưởng đến giá cả đâu chúng ta đã nói về sàn Maugox biết bao nhiêu năm nay rồi các bạn chúng ta cũng đã biết là trong năm nay đó trong tháng 12 thì sẽ có một đợt trả tiền nhưng mà chúng ta cũng đã biết là tổng số lượng Bitcoin họ lưu trữ tuy là nhiều nhưng mà sẽ trả trong một thời gian dài và cái phần trả này chỉ là một phần nhỏ mà thôi theo tôi hiểu là những người nào mà đã điền đơn và sẵn sàng nhận tiền của mình và đây chỉ là những người mà họ chấp nhận nhận lại một phần nhỏ hơn còn những người mà muốn nhận toàn bộ tiền của họ đó thì phải chờ đợi thêm theo thường biết là vài năm sau nữa nói chung cái phần mà trả lại chỉ là một phần nhỏ mà thôi và một phần trả lại đó là trả lại bằng crypto chứ không phải là bằng tiền mặt cho nên cho dù là có bán hay nữa đó cũng là một cái gì đó nó cũng không có phải ảnh hưởng đến giá cả đâu chúng ta sẽ cập nhật một số thông tin liên quan đến thị trường tài chính nói chung hôm nay thường chú tâm chia sẻ về crypto đầu video các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là kết thúc hôm nay đã không chỉ riêng là crypto mà chúng ta thấy là thị trường tài chính cũng rất là xanh chúng ta có chỉ số nasdaq thì bây giờ đã thì tăng 0.46% s&p 500 đó thì cũng tăng cỡ đó và Dow Jones thì kết thúc tăng 0.5% các bạn đã có cái sự hồi phục nhưng mà chúng ta sẽ không có tài liệu liên quan tới pre-market tại vì sao các bạn tại vì ngày mai chính là ngày lễ Thanksgiving ở Hoa Kỳ cho nên uh, thị trường sẽ không mở cửa và tôi nghĩ ngày mai cũng sẽ khá là im lặng cũng sẽ không có nhiều tin tức đâu nhưng mà nhiều khi đó chúng ta thấy được là lợi của Hoa Kỳ nhưng mà thế giới vẫn hoạt động trên hình vẫn có thể có nhiều tin tức giật gần. khi nào có thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn Chúng ta thấy được là vàng thì bây giờ ở mức là 1994 đô cũng đang tiến tới gần 2000 đô một lần nữa các bạn. Hợp đồng của dầu đó thì cũng không có phải gọi là quá bất ngờ ở mức 76 đô 20 cent thì cũng là cái mức ổn định chúng ta cũng đã biết trong vòng cả năm nay rồi và những người nào mà quan tâm đó thì tới cuối cùng các bạn thấy được là Sam Altman đã trở lại Open mới đầu đã bị sa thải rồi nói là sẽ trở lại nhưng mà cuối cùng là không trở lại rồi nói là sẽ nhận chức ở Microsoft rồi xong rồi bây giờ lại trở lại Open AI các bạn nói chung đó, là tin tức mới nhất là Sam Altman sẽ trở lại để mà làm CEO của OpenAI Nhưng mà điều thú vị hơn đó là ba thành viên của hội đồng quản trị mới sẽ thay thế cái lãnh đạo trước đó đã âm mưu loại bỏ Sam Omen Các bạn thấy được âm mưu sa thải Sam Omen, bây giờ Sam Omen trở lại thì những lãnh đạo đó phải rời khỏi chức vụ của mình Đây là những ai mà không còn trong hội đồng quản trị của OpenAI nữa Chúng ta có ba người thứ nhất là Helen Toner Nhà nghiên cứu và giám đốc chiến lược Và cấp phát khoản tài trợ nghiên cứu cơ bản Tại trung tâm công nghệ và an ninh nổi bật của trường đại học Georgetown. Chúng ta có người thứ nhì không còn trong hội đồng quản trị nữa chính là Tasha McCauley. Người này tham gia hội đồng quản trị OpenAI từ năm 2018 nữa các bạn. Bà là một nhà khoa học quản lý cao cấp tại Rand Corporation và trước đó đã giữ chức vụ CEO của GeoSim system công ty phát triển hệ thống mô hình hóa thành phố tự động và người thứ ba không còn trong danh sách nữa là một người mà cũng khá là bất ngờ các bạn đó chính là yêu già. Yêu già đã đồng sáng lập OpenAI và là giám đốc khoa học. Thì theo hiểu đó là yêu già là một trong những người mà vẫn sẽ tiếp tục ở lại OpenAI nhưng mà chỉ giữ cái chức vụ giám đốc khoa học mà thôi chứ không có còn chiếc ghế ở trong hội đồng quản trị nữa nhưng mà thay thế là những người mà cũng cực kỳ thú vị các bạn chúng ta có thứ nhất là Brett Taylor người này sẽ là chủ tịch hội đồng mới hiện là thành viên hội đồng quản trị của nền tảng thương mại điện tử Shopify Brett Taylor cũng là cựu đồng CEO của Salesforce và là chủ tịch hội đồng cuối cùng của Twitter trước khi mà Elon Musk mua lại nền tảng người thứ nhì là Larry Summers các bạn Larry Summers là người mà từng giữ chức bộ trưởng bộ tài chính dưới thời của chính quyền tổng thống Clinton và là chủ tịch đại học Harvard là một nhà kinh tế học. Summers cũng đã dẫn dắt Hội đồng Kinh tế Quốc gia của chính quyền Obama trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hai người này là hai người mà chúng ta thấy được là rất là có tiếng tâm trong thị trường tài chính. Kế đó nữa chúng ta có người thứ ba đó chính là Adam DeAngelo. Đây là một người duy nhất của Hội đồng Quản trị trước đây của OpenAI vẫn giữ chiếc ghế. Lý do tại sao? Tại vì Adam tham gia vào năm 2018 và được cho là người đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán để đưa Sam Altman trở lại vị trí lãnh đạo thì coi như cũng là một cái kết thúc tốt các bạn tại vì ngày hôm qua đó thường không sử dụng được ChatGPT luôn hầu như là bị tắt ngang cả ngày và thường nghĩ lý do là tại vì nhiều nhân viên không làm việc nữa các bạn bây giờ Sam Altman đã trở lại thì hy vọng là OpenAI vẫn sẽ tiếp tục tiến tới các bạn ngày hôm qua đó thì chúng ta đã thấy cái thuyết đến từ Jim Cramer thì Jim Cramer thuyết nói là OpenAI đã tự hủy thì hy vọng OpenAI sẽ không sao các bạn À, nhưng mà nói thật đây, hôm qua Thuận cũng thử sử dụng Google Bard nó tệ hơn OpenAI rất là nhiều chúng ta thấy được là chat GPT cho dù chậm đi nữa nhưng mà kết quả thực sự là kết quả mà chúng ta mong muốn cho dù nó không có hoàn chỉnh nhưng mà nó cũng ít nhất cho các bạn đến được khoảng chừng là 80 90 nhưng mà khi các bạn sử dụng Google Bard đây thì nó tệ hơn rất nhiều nhiều khi kết quả hầu như là không phải cái các bạn đang nghĩ trong đầu luôn và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. you <laughs>